Bây giờ là trận đấu thứ 6 của trận chung này thứ 3 với Đài Mỹ Lati kỳ 84 giữa Nguyễn Dũng và Trần Ngọc Tú. Tỷ số toàn cầu tạm thời là 3-2 nghiêng về Trần Ngọc Tú. Như vậy Dũng sẽ phải thắng trận đấu thứ này thì mới là thứ 7 diễn ra. Tú vào bóng 1-0. Công 2. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
13. Như vậy kết quả của trận công này thứ ba là tỷ số là 4-2 nghiêng về cho đại chủ Trần Đồng Tú. Một trận đấu rất là chất lượng về mặt chuyên môn.